Thân mến, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Làng Quê. Mời bạn nghe Đào Kim Oanh đọc truyện Như Ánh Bình Minh của tác giả Phùng Anh. Chương 9. Công việc làm thêm của Chiêu Dương cho cô tiền, nhưng cũng lấy đi của cô một vài thứ. Ngoài việc phải tan ca muộn, thỉnh thoảng phải nhờ Thành An đưa về vì đã hết giờ xe buýt chạy, cô còn phải đối mặt với làn sóng lân la làm quen của nhiều người trong công ty. Lúc trước, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt soi mói kỳ quái, không muốn đi ăn trưa cùng cô. Hiện tại, mặc dù mắt của họ nhìn cô vẫn kỳ lạ như vậy, nhưng đến giờ ăn trưa lại có nhiều người tìm đến muốn ngồi ăn chung với cô. Thoạt đầu ai cũng lấy chủ đề để hỏi han xem cô đã quen với công việc chưa, có thấy mệt không để làm quen. Sau một hồi nói lòng vòng, rốt cuộc bọn họ cũng lộ ra mục đích chính của việc tiếp cận Chiêu Dương. Nghe nói em và sếp Thành An đang hẹn hò. Một bà chị ở phòng kỹ thuật làm như tình cờ hỏi đến. Lập tức mấy cái miệng đang nhai cơm đều đồng loạt dừng lại, những cái tai dỏng lên nghe ngóng hết cỡ. Chiêu Dương mệt mỏi lắc đầu. Không. Sao ai cũng hỏi em điều đó vậy? Em đã phải nhắc đi nhắc lại hàng chục lần là em và anh ấy không có hẹn hò gì hết. Chỉ là em đang tham gia một dự án của anh ấy mà thôi. Ấy, đừng nóng. Chị Hương ngồi bên cạnh cô liền xoa dịu tình hình. Mọi người thắc mắc vì thấy em hay đi cùng sếp, tan làm cũng được sếp lái xe đưa về. Ở công ty này nhiều người được sếp nhận vào làm dự án lắm, nhưng đâu có ai được đãi ngộ tốt như vậy. Đúng đấy. Quang Khoác cũng không tiếc lời, thêm mắm thêm muối. Nghe nói hai người từng hẹn nhau đi xem phim, đi ăn tối, còn đi mua sắm. Ôi trời ơi, em gái ơi, em mà thành công biến phó tổng thành em rể của phòng ta thì em đúng là nữ thần của lòng anh. Mấy lời nửa đùa nửa thật của mọi người khiến Chiêu Dương hoang mang vô cùng. Quả thực cô không hề nghĩ mỗi lần Thành An đưa cô về đều có người phát hiện. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô cần ghé qua siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân, anh cũng đi cùng cô. Còn việc đi ăn tối thì khỏi nói, tăng ca làm muộn cũng thế, làm sao có thể nhịn đói ôm bụng về nhà được. Chiêu Dương thầm tính toán trong bụng, có lẽ sau này cô nên tự chuẩn bị đồ ăn ở nhà để làm bữa tối, tránh việc bị anh dụ dỗ đi ăn sau mỗi ngày tăng ca. Chiều hôm đó, phòng làm việc của Chiêu Dương có cuộc họp cuối tháng. Vốn dĩ giờ họp là 4 giờ chiều, nhưng từ 3 rưỡi đã thấy Quang Quác rục rịch rời khỏi chỗ ngồi. Thoạt đầu Chiêu Dương nghĩ anh ta đi vệ sinh, sau đó lại tới chị Hương cũng đi mất, rồi cầm theo cuốn sổ tay ghi chép. Chiêu Dương lấy làm lạ, mới lên tiếng hỏi. Chị Hương chỉ ậm ừ, chuẩn bị đi họp. Cô ngước nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa mới tới giờ. Phòng của Chiêu Dương không có máy chiếu, nên mỗi lần họp, mọi người đều phải di chuyển sang phòng họp nhỏ ở kế bên. Ngồi một mình trong phòng, một lúc bụng dạ Chiêu Dương cứ cồn cào. Cô nhìn quanh văn phòng một lượt, thấy cả sếp Lâm và Tưởng Phượng cũng không hề có mặt tại phòng. Vì thế cảm giác bất an trong lòng cô càng dâng lên mạnh mẽ hơn. Muốn biết có chuyện gì thì không thể ngồi suy đoán, tốt nhất là nên tự mình đi kiểm chứng. Chiêu Dương nghĩ vậy bèn đứng lên, tự mình đi qua phòng họp nhỏ xem sao. Vừa mới nhìn thấy qua cửa kính, cô đã giật mình. Tim mình như bị ai bóp mạnh một cái. Bên trong phòng, không những bốn người kia đã ngồi ngay ngắn mà còn có cả phó tổng giám đốc cũng có mặt. Có lẽ là đại diện ban giám đốc đến dự họp cuối tháng. Cô vội vã mở cửa bước vào. Ngay lập tức, tất cả năm cặp mắt đều nhìn thẳng vào cô. Sếp Lâm lập tức cau mày, giọng lạnh nhạt. Sao giờ này cô mới tới? Cháu xin lỗi. Chiêu Dương ấp úng. Cháu thấy giờ họp được thông báo là 4 giờ. Nhận được câu trả lời này, sếp Lâm còn bực mình hơn. Tôi đã bảo là chuyển giờ họp lên 3 rưỡi rồi cơ mà. Cô là nhân viên mới mà lại tắc trách như vậy, để cả tôi và phó giám đốc phải chờ. Cháu... Chiêu Dương ngơ ngác nhìn mấy người còn lại. Bọn họ đều đến đúng giờ, chẳng nhẽ họ lại được sếp báo mà cô lại không biết. Rõ ràng cô không hề nhận được thông báo, dù là trực tiếp hay qua tin nhắn. Chắc chắn sếp Lâm đã nhắn cho một ai đó trong phòng và yêu cầu người đó chuyển thông tin lại cho mọi người, và người đó bỏ qua cô rồi. Nhận được cái nhìn của Chiêu Dương,
Cả ba nhân viên trong phòng để tìm cớ lạc đi chỗ khác. Chỉ có Quang Quác là ái ngại nhìn lại cô. Có lẽ anh cũng không biết chuyện này. Phó giám đốc không muốn lãng phí thời gian bèn nói: "Anh Lâm, tiếp tục báo cáo đi." Thế là Chiêu Dương lặng lẽ chuồn về chỗ ngồi. Còn chưa kịp ngồi xuống, cô đã nghe thấy tiếng Phường Tượng lẩm bẩm: "Đi họp cũng không mang theo sổ ghi chép, chắc nghĩ mình là quản lý cao cấp ghé qua chơi." Thái độ mỉa mai thù địch thấy rõ. Như vậy chuyện không báo lại lịch họp hẳn là cô gái này cố ý rồi. Chiêu Dương không ngần ngại quay sang nhìn Tường Phượng một cách im lặng, khiến cho Tường Phượng phải ngượng gạo quay đi. Vì có mặt phó giám đốc nên không ai dám làm việc riêng. Chờ đến khi ông ấy đi rồi, mọi người mới đua nhau thở phào như chút được áp lực. Lúc này Quang Quác mới bô bô nói: "Chiêu Dương, anh tưởng em biết thông tin đổi lịch họp chứ, cho nên lúc nãy mới không gọi em, nghĩ là em sẽ đi sau." Chiêu Dương ngồi thẳng lưng chưa đáp. Chị Hương là người rời khỏi phòng sau cùng, thấy vậy cũng ái ngại lên tiếng: "Chị tưởng em đang dở tay làm nốt sẽ sang sau. Nếu chị biết là em không nắm được lịch thì nhất định đã gọi em đi cùng rồi." Vậy là không phải không muốn gọi, mà là cho rằng không cần gọi. Hai người đã nói như vậy thì tự khắc mọi chuyện đã sáng tỏ. Người được sếp Lâm nhắn truyền tin kia chính là Tường Phượng. Nhưng Tưởng Phượng lại có ông chú chống lưng, sếp Lâm cũng không muốn làm việc phức tạp thêm. Ông háng giọng: "Được rồi, Chiêu Dương lần sau phải chú ý vào. Lần này chỉ nhắc nhở, lần sau sẽ phạt đấy." "Vâng." Cuộc họp được tiếp diễn. Sếp Lâm triển khai công việc của tháng sau. Đến hạng mục đi công tác thì dừng lại. "Đi công tác ngay ở Hưng Yên thôi, nhưng là đi 2 ngày để gặp 3 đối tác. Vì Quang đang phụ trách hạng mục cần gấp rút hoàn thiện, Hương đang bầu bí nên Tường Phượng đi cùng tôi." Lập tức Tường Phượng dãy nảy: "Không được đâu sếp ơi, ngày hôm đó em..." "Chẳng phải chú em nói rồi sao? Mang cả chú ra làm bình phong thế này còn ai dám nói nữa." Sếp Lâm không muốn khuất phục cường quyền vẫn cả quyết: "Đi công tác lần này là việc quan trọng. Nếu không phải vì trong nội dung thương lượng cần nhiều đến loại giấy tờ phải chuẩn bị kỹ càng thì tôi cũng không cần thêm người làm gì cho tốn kém chi phí." Tưởng Phượng danh mãnh quan sát vẻ phật ý vô cùng giả tạo của Lâm, cố ý nói: "Phòng mình vẫn còn người mà sếp." Tất cả những cặp mắt còn lại đều dồn vào Chiêu Dương. Sếp Lâm nheo mắt nhìn cô: "Cháu có làm được không?" Ai dám nói không làm được, đó không phải là bản tính của Chiêu Dương. Cô không ngại nhận nhiệm vụ thử thách. Việc ở chỗ Thành An, cô xin lùi lại 2 ngày là xong. Dù sao đó cũng chỉ làm thêm, còn đây mới là cần câu cơm chính của cô. Thế là lần đầu tiên trong đời Chiêu Dương được nếm mùi đi công tác. Cô là người cẩn thận, trước khi đi đã sắp xếp sẵn vali đồ dùng cá nhân với một cặp đựng giấy tờ đã được chuẩn bị cẩn thận. "Không có gì phải sợ, có chú ở đây rồi, cần gì thì cứ nói với chú." Lâm đã nói với cô như vậy lúc cả hai ngồi xe tới Hưng Yên. Lần đầu cái gì cũng bỡ ngỡ, Chiêu Dương đi chuyến này quả thực đang mở mang tầm mắt. Cũng may là cô có chuẩn bị tập cách đi đứng nói năng nhiều lần nên trước mặt đối tác mới thực hiện tốt như vậy. Lâm thấy cấp dưới được khen trong lòng cũng hỉ hả. Cô bé này mới làm chưa lâu, cho đi chuyến này để học hỏi thôi. "Dạ, được tháp tùng chú Lâm đi làm việc đúng là cơ may của cháu. Các cụ dạy đi một ngày đàng học một sàng khôn, quả là đúng." Chiêu Dương nịnh nọt cười nói: "Nghe các chú trao đổi công việc mà cháu ngộ ra được nhiều điều bổ ích lắm." Một cô bé vừa vào nghề, nhan sắc xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào lại thêm thái độ cầu tiến như vậy thì còn gì tuyệt hơn. Các sếp cứ thế mà gật gù. Những lỗi nhỏ mà Chiêu Dương mắc phải đều được bỏ qua hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngày đầu tiên kết thúc vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc bữa ăn cùng đối tác, Chiêu Dương và Lâm trở về khách sạn. Đây là khách sạn bình dân, mỗi người thuê một phòng đơn. Cô về phòng mình tắm rửa, tẩy sạch mùi thuốc lá và mùi cồn váng vất đang ám trên người mình. Vừa lúc đó thì Thành An gọi điện tới. Chiêu Dương vội bung máy sấy để mở màn hình điện thoại. Đó là cuộc gọi có hình. Có vẻ như anh đang ở nhà trên người. Phía sau là rèm cửa màu ghi nhạt và một giá sách với rất nhiều những cuốn sách dày cộp. Bên cạnh đó là những cúp nhỏ rất nhiều huy chương kỷ niệm chương được trưng bày chật ních một góc. "Em ổn không?" Vừa thấy khuôn mặt được tẩy trang của cô, Thành An đã toe toét. Đúng là hình ảnh mới lạ,
anh còn nghĩ cô chưa sẵn sàng gặp anh khi không có chút phấn son đâu. Mỗi lần hai người ăn xong, Chiêu Dương thường lấy cớ vào nhà vệ sinh để dặm lại son cho cẩn thận mà. Ổn lắm anh, cô vui vẻ nói. Lúc này cô đang ngồi trên giường, hai chân khoanh tròn, mái tóc vừa được sấy xong, xõa xuống hai bên vai. Em học được nhiều điều trong cách làm việc với đối tác. Ủa, anh mang việc về nhà làm đấy à? Chiêu Dương nhìn thấy hình ảnh cái bàn bề bộn giấy tờ được phản chiếu trong cái gương gần đó. Lúc trước cô xin anh nghỉ một ngày, anh còn nói được, coi như anh cũng nghỉ thư giãn một ngày. Thư giãn của anh hóa ra không phải ở nhà nghỉ ngơi, mà là chuyển địa điểm làm việc. Có một chút thôi, Thành An cười hiền hậu. Bình thường làm việc quen rồi, ở không lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em nhớ chăm sóc mình cho tốt. Nhìn anh phân bua như vậy, Chiêu Dương cũng hơi xót xa. Con người này phải cuồng công việc đến mức nào mới cảm thấy không quen khi dừng làm việc như vậy. Tác hại của việc không có bạn gái là nghiện công việc à? Câu nói đó bột khỏi miệng Chiêu Dương trước khi cô kịp nghĩ. Thành An nhận thấy vẻ lúng túng của cô, nhưng anh vẫn làm như không để ý, chỉ tiếp lời. Ừ, em có cách nào giúp anh không? Chiêu Dương đỏ bừng mặt. Thành An nói chuyện thường giữ giọng ôn tồn, nên cô cũng không biết anh đang nói đùa hay nói thật. Cuối cùng, chỉ có thể ngượng ngùng lấy lý do nào đó để cúp máy. Thực ra, cô vẫn muốn nói chuyện với anh thêm một lúc nữa, nhưng rốt cuộc trái tim trong ngực cứ đập liên hồi, khiến cô không có cách nào bình tĩnh được. Cô sợ anh phát hiện ra cái sự ngốc nghếch đó, nên lại rụt rè rút lui. Chiêu Dương vừa ngắt cuộc gọi thì lại có người khác gọi đến. Vâng, chú Lâm. Ở đầu dây bên kia vọng tới âm thanh, chỉ cách cô một bức tường. Cháu qua đây xem có phải mang thiếu một bộ hồ sơ cho đối tác ngày mai không? Đối tác hai người sẽ gặp vào sáng mai là một công ty liên doanh. Vốn dĩ bọn họ có thể kết thúc chuyến công tác ngay tối nay, nhưng bên đối tác này lại hoãn cuộc gặp để chuyển sang sáng mai. Nghe nói bọn họ làm việc rất khó khăn, không giống những nơi khác, nên Chiêu Dương phải chuẩn bị mọi thứ vô cùng cẩn thận, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Không ngờ vào phút chót vẫn phạm phải lỗi nghiêm trọng như vậy. Cô vội vã thay chiếc áo choàng tắm ra, mặc lên người chiếc váy dài rồi đi sang phòng Lâm. Hết chương 9. Còn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn vui khỏe và hạnh phúc. Mời các bạn đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để nhận được thông báo khi có video tiếp của chuyện này và các chuyện khác. Xin thân ái chào tạm biệt.